nó có cái màu đẹp đẹp của chú. Màu à? Màu. Nấu bây giờ người ta vị một tí này, một canh này. Chỉ có mì chính thôi, không à, chỉ có canh. Mì chính thôi. Tức là những cái kia nó là có gia vị. Bởi vì người ta ăn người ta không thích chấm mà. À rồi. Hoặc là các cái món kia nó có một ít gia vị rồi. À. Cho vào là nó mặn. Đấy, thì ngon chưa nhỉ? Cái này là đã được chưa cô? Chưa. Còn quắt nữa đúng không? Nó vàng nữa, nó còn còn cho mẻ vàng. À vàng nữa sau sau đấy cho mẻ trước. Đấy, cuối cùng là mình cho mẻ vào đúng không? À. Mẻ này vào xào tí là xong rồi đấy. Xong rồi luôn. Đảo cho một xong. À đấy thì ơi, dục dục luôn. Mật mẻ. Nói chung là quán nhà mình thì để mọi người nói thì là bình dân nhất. Mà ngon mà. Bình dân nhưng lại ngon. Đây xem đĩa 120 đây. Ui 120 bằng này à? Bằng này một đĩa 120 chị? À. À nhiều đấy. Ủa? Người ta gọi một đĩa thì mình phải lấy một đĩa chứ. À, nhiều món này ngon đấy nhỉ? Đẹp. Một đĩa 5 người ăn nó phải bằng như thế này không ạ? À, bác là thánh ăn nên là bác phải thưởng thức nhá.